Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video nhận định cổ phiếu hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích cho mọi người hai con cổ phiếu dòng đầu tư công, đó chính là cổ phiếu VCG và cổ phiếu HHV. Đây mà là hai cái cổ phiếu mà em Trung đánh giá trong giai đoạn vừa rồi. Nó đang có một số những cái diễn biến khá là tích cực, chỉ là do thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại thì nó đang hơi yếu, nên là những cái cổ phiếu anh chị em đang thấy nó giảm thôi, và những cái điều kiện giảm hiện tại thì nó đều ở trong một cái setup cho giai đoạn tăng sắp tới. Đó, dòng tiền hiện tại đã vào với những cổ phiếu như thế này rồi thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích liệu là những cái cổ phiếu này chúng ta có thể tham gia ở đâu, với chiến lược như nào và với những cái mục tiêu như thế nào mọi người nhé. Ok, anh xem video nếu mà thấy hay thì nhớ để lại cho mình một lượt like cũng như là ấn đăng ký kênh nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái con cổ phiếu VCG của chúng ta. Và VCG thì anh chị em hãy nhìn ở đây thì chúng ta bắt đầu có một cái cây xuất hiện những cái dòng tiền vàng từ những cái thời điểm mà VCG ở những cái ngày 3, 18 tháng 3 rồi, và liên tiếp sau đấy thì xuất hiện dần nhiều hơn những cái phiên mà dòng tiền nó vào với lại cái thanh khoản lớn. Đó, ví dụ như cái phiên mùng 3 tháng 4 là cái phiên trong thứ tư tuần trước đúng không? Là cái phiên mà dòng đầu tư công nó có cái sự luân phiên. Và phiên hôm đó thì chúng ta đã thấy được là VCG nó có một cái sự bứt phá qua khỏi cái vùng giá 26 ở đây. Tuy nhiên thì lúc đó điều kiện thị trường của mình nó tương đối xấu, và sau đó thì cổ phiếu VCG nó bị đảo ngược trở lại trong hai phiên liên tiếp. Nhưng mà cái chúng ta vẫn cần phải nói ở đây đó chính là dòng tiền nó đã vào. Đây là cái chúng ta không thể phủ nhận được của cổ phiếu này. Nếu mà chúng ta nhìn qua cái chart đồ thị của cổ phiếu VCG ấy, anh xem hãy liên tưởng lại cho em về những cái chart đồ thị của những cổ phiếu DIG. Đây cũng là những cái thời điểm mà cổ phiếu DIG nó gặp cái biến cố thị trường nó khá là xấu. Sau đấy nó có cái quá trình rũ lại về cái phía nền phía bên dưới của con cổ phiếu này. Đó, đây là quá trình nó rũ lại này. Đó, sau khi rũ lại và có cái sự kiểm định thành công ở những cái vùng nền này của con DIG thì đó, trước đó nhé. Đó, cái phiên này cũng là một phiên dòng tiền vào này. Đó, và sau đấy thì con DIG nó có thể bước vào một cái nhịp sóng tăng mới. Vậy thì cái đồ thị của con VCG ở trong giai đoạn hiện tại mình đánh giá là nó cũng rất là tương tự đối với cổ phiếu DIG trong giai đoạn trước thôi. Đó, nó cũng quay trở về, nó test lại những cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, test lại những cái vùng hỗ trợ ở chỗ này. Nếu mà cổ phiếu VCG trong giai đoạn sắp tới anh xem thấy nó giảm về phía vùng dưới này. Đó, một cái vùng này là cái vùng nó đã được kiểm định hai lần, thậm chí là ở đây nó có dòng tiền vào ở phiên này. Đó, thì đây nó chính là cái vùng tiềm năng để chúng ta có thể bắt đầu mua thăm dò vị thế 1 phần 2 đối với cổ phiếu VCG. Đó, và nếu mà cổ phiếu này trong cái chiều đi lên này, đó, và nếu mà nó vượt được ra khỏi cái vùng 26 này thêm một lần nữa thì cái thời điểm mà nó vượt ra khỏi 26 ở đây, chính là cái điểm nó vượt ra khỏi vùng biên tích lũy kéo dài 5 tháng của cổ phiếu là sau đấy nó có thể tăng. Cái dự tính của mình đối với cổ phiếu VCG thì mình cho rằng là cái khoảng thời gian tích lũy này nó sẽ cần thêm khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì cổ phiếu nó sẽ có thể vào cái nhịp tăng mới. Nó cũng tương tự với khoảng thời gian mà cổ phiếu nó đã tích lũy ở trong cái thời điểm năm 2023 thôi. Cổ phiếu nó cũng đi ngang trong khoảng thời gian 5 tháng liền, và sau đấy thì cổ phiếu VCG nó có một cái nhịp tăng 50%. Thì ở đây thì VCG của chúng ta anh chị em có thể thấy được là VCG nó cũng đi ngang, hiện tại nó cũng gần như là đi ngang ở trong cái khoảng biên độ từ giá 23.7 cho đến giá 26, nó cũng đi ngang khoảng tầm gần 5 tháng rồi. Vì vậy thì cái xác suất để cổ phiếu này khi mà nó đã có những cái dòng tiền nó bắt đầu tham gia vào trong cái quá trình bắt đầu trước khi đẩy giá thì em cho rằng là VCG nó sẽ có thể sớm vào sóng. Đó, tại sao chúng ta lại nói nhiều con VCG ở đây là bởi vì ở đây là một trong số cái cổ phiếu hiếm hoi trên thị trường ở trong giai đoạn hiện tại nó còn ở trong một cái vùng nền lớn mọi người nhé. Anh xem thấy có thể là trong khoảng thời gian một tháng gần đây thôi, có thể vài tuần gần đây thôi thì các cổ phiếu bất động sản nó cũng đã bứt phát hết lên khỏi những cái vùng nền rồi. Đó, cổ phiếu DG này nó bứt phát hết lên ở những cái vùng nền rồi, hay là VDR cũng bứt phát lên rồi, hay là những con chứng khoán thì chúng ta thấy được là 2 tháng trước nó bứt phát lên rồi, và đa phần là 80-90% cổ phiếu trên thị trường đã bứt phát rồi. Chỉ còn dòng đầu tư công của hai cổ phiếu VCG và cổ phiếu HHV, hai cổ phiếu nó còn đang dao động ở trong cái vùng nền tích lũy. Thì đây là những cái vùng mà anh chị em mà đánh trung hạn hay là cả đánh ngắn hạn thì mình cho rằng vẫn là những cái vùng nó rất an toàn ở trong cái thời điểm hiện tại, khi mà thị trường của mình nó vẫn ở những cái đoạn giao thoa thôi. Đó, HHV em đánh giá là cũng tương tự này, bắt đầu có những cái phiên dòng tiền tham gia ở những cái thời điểm khi mà nó về những cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây là những cái thời điểm đánh dấu là hỗ trợ này nó đã được kiểm chứng ở đây này, cái vùng này là cái vùng nó đã được kiểm chứng. Và sau đó cái phiên ngày thứ tư tuần trước thì con HV nó cũng có một cái phiên dòng tiền vào đây, đó, một cái phiên dòng tiền vào. Thì cái dòng tiền nó đã xuất hiện trong khá là nhiều phiên liên tiếp gần đây. Và cái phiên này do nó gặp cái điều kiện thị trường nó tương đối xấu nên là cổ phiếu nó bị rũ lại thôi. Đó, cổ phiếu nó bị rũ lại theo thị trường. Thì cái quá trình rũ lại này nó là cái quá trình cần thiết để nó có thể là loại bỏ những cái nhà đầu tư mà đu bám ở những cái cây break ở đây. Đó, nó rũ lại về những cái vùng hỗ trợ bên dưới ở đây này. Đúng rồi nhá, rũ lại về những cái vùng hỗ trợ bên dưới ở đây. Thì sau đấy là cổ phiếu nó có thể đi lên. Nếu mà chúng ta xét trên cái đồ thị kỹ thuật Ichimoku của hai cổ phiếu này ấy, đầu tiên là cổ phiếu VCG nhé, thì cổ phiếu VCG này trông thì thời điểm hiện tại nó đang tương đối xấu, tuy nhiên thì cái vùng hỗ trợ ở trên 24.3 thì trong cái khung đồ thị tuần ấy, thì nó là một vùng hỗ trợ tương đối ok. Đó, và nếu cổ phiếu này có giảm về đây thì mình nghĩ là mọi người có thể tham gia 1 phần 2.
nó sẽ có những cái nhịp hồi lên những cái vùng khách sạn này trong tuần tới thôi. Đây này, khách sạn nó đã mở ra trong tương lai này, họ một vài phiên nữa, có thể là trong tầm thứ tư tuần tới nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp hồi đối với những cổ phiếu như VCG hay là HHV. Đấy, cái thời điểm đấy là anh xem phải hết sức chú ý. Hay là HHV này, trong khung đồ thị này nó cũng đã về những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng rồi đó. Sang tuần là nó sẽ có những cái nhịp nó bật hồi lên thôi. Thì đây là những cái thời điểm rất là đẹp để anh chị em mà muốn tham gia với dòng cổ phiếu đầu tư công và muốn tham gia với những cái cổ phiếu nó còn đang ở trong những cái vùng nền tích lũy lớn thì mình đánh giá là ok đó. Trên thị trường hiện tại không còn nhiều dạng cổ phiếu mà nó còn ở trong vùng nền 6 tháng đâu mọi người nhá, nhiều cổ phiếu nó đã bứt phát lên rồi đó, nhiều cổ phiếu đã bứt phát lên rồi. Anh chị em thấy là một tháng trước chúng ta có dòng chứng khoán bứt phát lên và đã chạy được 20-30%, dòng bất động sản thì trong khoảng hơn hai tuần vừa rồi. Khi mà thị trường nó có những cái biến cố thì nó mới sinh ra những cái dòng vào sóng mới được đó. Anh chị em phải hiểu một cái vấn đề như vậy đó, chứ một cái dòng mới nó sẽ không tự nhiên nó xuất hiện trong một cái nhịp thị trường nó tăng, chỉ khi thị trường nó có biến cố, ví dụ như là VN-Index, cái phiên VN-Index ở đây nó giảm rất mạnh ở đây thì đấy là cái phiên mà nó sinh ra dòng bất động sản vào sóng, lúc đấy là cái phiên mà con DIG nó bắt đầu nó nổ lên, nó vào sóng này đó. Nhưng mà trước đấy anh xem để nó có được cái phiên này thì nó phải có một cái quá trình nó bull lên giảm ở đây đấy, tức là những cái nhà đầu tư đu bám vào dạng trước nó bull lên chỗ cái này, nhà đầu tư mua ra tăng thêm một cây bùng nổ đây và nó rũ ngược trở lại, thì cái quá trình nó rũ ở đây nó là cái quá trình nó loại bỏ gần như là rất nhiều cái nhà đầu tư, lượng nhà đầu tư đu bám vào chỗ này đó. Các cái cổ phiếu như VCG dạng hiện tại thì nó cũng đang tương tự như vậy thôi, cái quá trình là giống nhau đấy. Vì vậy thì cái dấu chân của tổ chức nó đã để lại giống nhau thì chúng ta cứ thế mà chúng ta theo mọi người nhá. Ok, thì đầu tiên là con VCG này loanh quanh những cái vùng giảm điểm trong thứ hai tuần tới, nếu mà nó có đè về quanh những cái vùng sát vùng 24, 24.1, 24.2 vẫn được. Và anh chị em có thể là bắt đầu mở tham gia vị thế đối với cổ phiếu VCG đó, 1 phần 2 tham gia vị thế này. Và khi mà cổ phiếu nó có những cái phiên bật hồi lên với lại cái dòng tiền vào thì em cho rằng là bắt đầu khi mà nó bật hồi lên này, ví dụ như là con VCG nó giảm về đây đấy, nó zig zag dưới này, xong rồi sau đấy nó bật lên lại vùng 25.3, thì cái thời điểm nó bật lên lại vùng 25.3 anh chị em gia tăng cho em 1 phần 4 nốt vị thế đó. Và khi mà cổ phiếu nó vượt lại thêm cái vùng 26 này, đấy là cái thời điểm anh chị em gia tăng nốt cho em hàng, và xong chúng ta đã hoàn thành cái vị thế mua con VCG này ở trong nền mọi người nhá. Tương tự với cổ phiếu HHV cũng thế thôi đó. HHV này khi mà cổ phiếu giảm về biên dưới này, hiện tại nó đang giảm khá sát ở biên dưới rồi, trong phiên thứ hai nó có giảm về thêm thì nó là cái thời điểm để anh chị em tham gia đó. Cái vốn bán của dòng đầu tư công trong phiên tuần trước, trong phiên thứ sáu tuần trước em đánh giá là không quá cao nhé, không quá cao đấy. Nên cái vùng quanh vùng 15 này là cái vùng rất đẹp để anh chị em có thể mở mới vị thế 1/2. Sau đó thì nếu mà cổ phiếu nó vượt lại lên, nó lấp lại được cái gap 15.4 này, đó là cái vùng anh chị em tham gia tiếp theo 1/4 vị thế. Và đến khi nó vượt hoàn toàn ra khỏi vùng 16.3 ở đây thì nó là cái điểm anh chị em hoàn thành nốt vị thế cho em cái con cổ phiếu HHV. Ok, thì đó là cái video phân tích về hai cổ phiếu VCG và cổ phiếu HHV trong thời gian tới nhá. Đó, cái kỳ vọng với một cái vùng nền 6 tháng thì mình kỳ vọng là cổ phiếu tăng không dưới 30%. Anh chị em chú ý điều này. Đó. Ok nhá, xin cảm ơn mọi người. Anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like. Cũng như là nếu mà mọi người cần một người hỗ trợ trong quá trình đầu tư, cần một người vạch ra chiến lược cho anh chị em trong quá trình đầu tư thì có thể là liên hệ mình trực tiếp qua số điện thoại dưới màn hình, thì mọi người mình sẽ hỗ trợ mọi người mở một tài khoản gắn ID mình hoặc là tham gia theo các cái hình thức khác. Ok nhá, tạm biệt mọi người.